cái con đồng hồ để bàn của Citizen nha. Còn hình thức con này là hàng mới chưa dùng còn nguyên hạt luôn. Đó, thì con này là kiểu là dạng như là upli nha anh chị em. Đó, upli nhưng mà kiểu là size mini nha. Con này phù hợp với để là bàn làm việc. Nó rất là đẹp. Đây, hình thức con này là hàng mới chưa dùng, là sách hướng dẫn sử dụng của mình ha. Tiếp theo thì mình xin lấy nó ra luôn. Con này cái size nó rất là mini nha anh chị em. Đó nha, còn vàng rất là đẹp. Đây. Đó, thì cái này mình sẽ để vô trong nha. Đây là còn mới chưa dùng anh chị em. Tiếp theo thì mình xin gỡ cái này ra luôn đi. Cái này bằng mica nha anh chị em. Này, mica như làm giống như là thủy tinh, rất là đẹp luôn nha. Hình thức con này là trước tiên xin giới thiệu cái thước, nó size mini là ngang là, xin lỗi, ngang là 10, cao là 16. Đó, này, mặt sau nó đây. Đó, nhìn rất là đẹp. Con này thích hợp là để bạn làm việc ha. Đó, nhìn nó kiểu như tinh tế. Đây phía sau đó thì xin lắp pin nhiều luôn. Đây thì sau khi lắp pin nó, hình thức nó như thế này nha anh em. Đó, cái hình thức nó cũng như là những cái con upli bình thường đó, nhưng mà cái này đặc biệt là con này là size nhỏ. Nó không size kiểu như là thích hợp, là phù hợp để bạn làm việc hay là bạn trang điểm thì cũng rất là đẹp. Đó, anh chị em thấy không? Rất là sang nha. Này là bằng thủy tinh nha, thủy tinh nhưng mà kiểu thủy tinh cao cấp đó, như là pha lê luôn, xin lỗi, như thủy tinh luôn. Xin lỗi, là này bằng nhựa. Mica chứ không phải là nhựa nha anh em. Nhựa Mica là cao cấp, như là giống như thủy tinh luôn vậy. Nhìn rất là trong suốt, rất là đẹp. Thấy không? Đây cũng là bằng nhựa nhưng mà xi vàng nha. Bên trong nó nè, có những cái chi tiết. Đó, anh chị em thấy không? Đó. Đây thì em chiếu cái đồng hồ gần đây cho anh chị em xem thử nó đang chuyển động nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy cái kim phút nó chuyển động không? Đó, nhìn qua từ xa đó anh chị em xem. Đó. Thì kích thước là xin nhắc lại là ngang là 10, cao là 15. Đó. Con này là size mini nha anh chị em. Đó. Rất là sang. Đây là mặt sau của nó nha anh chị em. Đó. Đó thì hình thức con này là xin nhắc lại là ngang là 10, cao là 15. Hình thức là mới chưa dùng còn nguyên hộp, sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành luôn nha. Đó. Thì con này giá cũng rẻ. Đó. Để anh chị em là sưu tầm, là trưng bằng làm việc, là nhìn rất là sang nha. Thì xin giới thiệu cho anh chị em là con đồng hồ upli của Citizen để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn, xin chào. Này thì xin quay lại một lần nữa bên hông nha. Đây, thì trên dưới anh chị em xem. Đó. Cái mặt số nó nè. Đây là mặt số, nó có những cái chi tiết nè ha. Nó làm rất là lạ mắt nha anh chị em. Phần là mã nhưng mà bên ngoài nó có những cái chi tiết đó ha. Nó có nhô lên cái kiểu như cái gờ rất là lạ nha. Đây nè, bên trong nó có những cái gì qua nhận. Con quay cũng màu vàng luôn. Đây, nó thì xin giới thiệu anh chị em là để anh tham khảo, là xin cảm ơn và xin chào anh chị em.